Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi các đạo sĩ ra đi, Thiên Thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong giấc ngủ và bảo ông: "Hãy thức dậy và đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Herode sắp sửa tìm kiếm hài nhi để sát hại người." Ông thức dậy, đem hài nhi và mẹ người lên đường trốn sang Ai Cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Herode băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa trùng miệng tiên tri mà phán rằng: "Ta gọi con ta ra khỏi Ai Cập." Bấy giờ Herode thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Jeremia đã nói: "Tại Rama, người ta nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Ra-khen than khóc con mình. Bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa." Khi Herode băng hà, thì đây Thiên Thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai Cập và bảo: "Hãy trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ người về đất Israel, vì những người tìm hại mạng sống người đã chết." Ông liền trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Archelao làm vua xứ Juda thay cho Herode là cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Được báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilea và lập cư trong thành gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng: "Người sẽ được gọi là Nazareo." Đó là lời Chúa. Trước tiên, con thay mặt cha quản hạt chánh xứ cũng như quý cha phó được chào đón tất cả quý ông bà anh chị em, đặc biệt là các anh chị em tôn giáo bạn cũng đến tham dự thánh lễ tạ ơn thành hôn hôm nay trong tinh thần tình thân nghĩa bạn bè hoặc là thông gia. Và cũng mượn giây phút này, chúng con chúc mừng đến quý ông quý anh mừng kỷ niệm hôn phối. Người ta theo thống kê của giáo xứ năm nay có 5 năm, có 5 đôi kỷ niệm 5 năm hôn phối, người ta vẫn gọi là đám cưới gỗ. 14 đôi kỷ niệm 10 năm, người ta gọi là đám cưới thiếp. 3 đôi 15 năm đám cưới sứ. 22 đôi kỷ niệm 25 năm đám cưới bạc. Có 3 đôi kỷ niệm 30 năm đám cưới ngọc trai. 4 đôi kỷ niệm 35 năm đám cưới cẩm thạch. Anh chị em nhớ cẩm thạch nhé, từ trước giờ chúng ta cứ gọi là dương khánh không phải, cẩm thạch quý hơn dương khánh. Rồi 4 đôi kỷ niệm 40 năm đám cưới hồng ngọc. Và 5 đôi kỷ niệm 50 năm đám cưới vàng. Và cuối cùng có 6 đôi kỷ niệm 65 năm đám cưới kim cương. Xin cộng đoàn cho một tràng vỗ tay thật kêu để chúc mừng tất cả các gia đình hôm nay. Trước hết, chúng ta thấy nếu anh chị em đi xe hơi thì anh chị em sẽ thấy lên xe hơi điều đầu tiên là anh chị em phải cột cái dây gì trước cơ? Dây seat belt đúng không? Dây an toàn. Con với cha Sở với các cha đây thời chủng sinh đi tu chỉ ao ước một ngày được đeo dây stola, cái dây trong đây này, trong áo này, để thi hành tác vụ lên mục. Còn phía anh chị em, trai lấy vợ, gái lấy chồng, chỉ mong được đeo dây gì? Dây gì trong văn hóa Việt Nam chúng ta nói ấy. Cha Sở ấy, ai nói được cho vé đi du lịch nhé. Cha Sở đồng ý, cho chồng vỗ tay, cảm ơn cha Sở.
anh chị em cứ trả lời đi. Nếu đúng thì cha sở hôm nay sẽ tặng cho một đôi nào đó trả lời đúng sẽ được một phiếu đi du lịch Thái Lan, Mỹ gì đó. Ngài không có tiếc đâu, hôm nay vui là xin gì cũng cho, nửa nước chấm cũng cho mà. Vậy anh chị em khi còn trẻ mong được dây gì? Dây tơ, tơ hồng. Vậy ai kể được câu chuyện dây tơ hồng? Ai kể là cha sở cho một chuyến đi Mỹ hả? Anh chị em biết cái lịch sử của dây tơ hồng không? Vậy chắc con đi thôi. Anh chị em có biết cái dây tơ hồng không? Chúng ta nghe rất nhiều. Anh chị em nghe gì đấy? Bạn muốn hẹn hò đúng không? Quyền Linh với Hồng Vân ấy, ông Mai bà mối, chúng ta nghe nhiều. Vậy ai kể được câu chuyện đấy, chia sẻ cho cộng đoàn một vé đi Mỹ ngon ơn cơ. Còn nếu ai không đi được, như 60 không đi được, thì cha sở cho đứa 2.000 euro. Anh chị em nhớ không? Vậy thua con rồi. Vậy con xin kể nhé. Vào đời nhà Đường năm 601 18 907, thì có một chàng tên là Vi Cố. Và Vi Cố này học rất là giỏi, thi phú tài danh. Một hôm Vi Cố này đến Đông Đô. Vào một đêm trăng rằm, chàng đang thơ thẩn, bỗng nhìn thấy một ông cụ già tâu râu tóc bạc phơ, rồi tay trái thì cầm cuốn sổ, tay phải thì đang xe tơ hồng. Vi Cố lấy làm lạ, liền đến hỏi: ông ơi, cho con hỏi, giữa đêm khuya ông đang làm gì thế? Thì ông cụ mới nói là: cuốn sách này là sách chỉ, và tơ hồng này ta sẽ xe lại, bởi vì ta là Nguyệt Lão. Nguyệt Lão xem định của hôn nhân, và còn chỉ ta đương xen là duyên vợ chồng do tơ này buộc lại. Vi Cố mừng lắm: vậy nhờ ông coi cho con, sau này duyên của con như thế nào? Thì ông cụ Nguyệt Lão mới nói với Vi Cố: mày sẽ lấy một đứa ăn mày 3 tuổi ở chợ Đông Đô. Vi Cố tức lắm, bảo ông này chắc nói xạo rồi. Thế là ngày hôm sau Vi Cố ra chợ Đông Đô, thì nhìn thấy đúng một mụ ăn mày đang bế một đứa con 3 tuổi. Anh ta bảo: chết cha rồi, đời tao phải lấy đứa ăn mày sao? Và anh ta đã nhờ một đứa giang hồ để giết chết hai mẹ con của mụ ăn mày này. Và cái tên lưu manh đó đã đuổi theo và chém, nhưng mà chém hụt bởi vì người mẹ chạy thoát. 15 năm sau, Vi Cố thi đỗ thám hoa vào triều Yết nhà vua. Vi Cố ra lễ quan tể tướng họ Chu, vốn là quan chủ khảo khoa thi, và thấy quan tân khoa chưa có vợ, thì quan tể tướng họ Chu đã gả đứa con gái cho Vi Cố. Và đến khi nhập phòng, Vi Cố thấy vợ của mình đằng sau óp có một cái vết, thì Vi Cố mới hỏi vợ là: cái vết đấy làm sao mà em có cái chuyện mà có vi cái mặt em thì rất là đẹp, nhưng mà cái óp của em lại có một vết chém như vậy? Thì vợ của Vi Cố mới nói: 15 năm về trước mẹ em và em là một đứa ăn mày ở chợ Đông Đô đã một bị tên chém, và đây là hậu quả của cái việc chém đó. Bởi vì mẹ em đã nhanh chân thoát khỏi cái tên lưu manh chém em, và em đã thoát chết. Và khi em bơ vơ ở chợ Đông Đô, thì quan tể tướng họ Chu là bố của em bây giờ đã nhận em làm đứa con nuôi, và em trở thành con của quan tể tướng. Và lúc này Vi Cố nghe vợ thuật lại, thì Vi Cố mới thở dài: đúng là duyên trời định. Anh chị em hiểu chưa? Nha, xe tơ hồng đó. Vậy giờ con hỏi câu tiếp theo: nếu như trong dân gian người ta cần dây tơ hồng để nối kết duyên vợ chồng, thì
thì trong đạo Công giáo chúng ta có cái dây gì anh chị em? Dây gì? Dễ lắm. Ông bà Trùm Tín biết không? Ông bà Xuân, Trang, con thuộc hết tên hết đây, đến gần thuộc hết, con biết mặt hết, tên con thuộc luôn. Anh chị em biết không? Dây gì cơ? Cha sở nhiều tiền lắm, trả lời đi. Đó là dây hôn, hôn phối. Dân gian cần dây tơ hồng, trong Công giáo chúng ta cần dây hôn phối. Và trong Marco đoạn 10 câu 9 đã xác định: sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân lì. Đó là dây hôn cố phối. Và chính Chúa Giêsu đã nhấn mạnh sự hiệp nhất vĩnh viễn giữa đôi vợ chồng, cả hai trở nên một xương một thịt, và không thể không chỉ về mặt thể xác mà trở nên một lòng, một ý, một ước mơ, một hành động trong gia đình. Cho nên hôn nhân không phải là chuyện của hai người yêu nhau và lấy nhau, và hôn nhân cũng không phải là bản hợp đồng mà hai bên được phép xé bỏ khi muốn, chung thủy mãi mãi. Ý thứ ba con muốn nói đến: vậy sợi dây hôn phối trói buộc hay làm tươi đẹp hạnh phúc tự do của con người? Anh chị em, hôn dây hôn phối có trói buộc không? Chắc chắn là không. Chúng ta nhìn vào trang Tin Mừng hôm nay thì chúng ta thấy gia đình thánh gia, Chúa Giêsu có cha là thánh cả, mẹ là mẹ Thiên Chúa, và chính Chúa Giêsu cũng là con Thiên Chúa. Thế nhưng Thiên Chúa không loại trừ những khó khăn trong đời sống gia đình. Chúng ta thấy cuộc sống khó khăn nối tiếp gian khổ khi phải trốn từ Israel qua Ai Cập và cho đến khi báo lại, và rồi nơi đất khách quê người chưa được bao lâu thì lại khăn gói lên đường hồi hương về đất Israel vì Herode băng hà. Tưởng chừng như đã an toàn, nào ngờ Archelao, một vị vua độc ác, lại lên kế vị Herode vua cha cai trị miền Juda. Vì thế cả gia đình thánh đành rút lui về Galilee. Và từ khi bị đe dọa như thế, Giuse đã phải nhận lãnh 3 mệnh lệnh để di dân. Anh chị em thấy không? Một gia đình nay đây mà đó. Thế nhưng mỗi mệnh lệnh Giuse thi hành chính xác điều Chúa truyền. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì gia đình thánh vẫn không vẫn đục bởi bất kỳ khó khăn nào. Cha mẹ Hải Nhi luôn nỗ lực hết mình để chu toàn vai trò làm cha mẹ, đem lại cho gia đình bầu khí vui tươi, hạnh phúc trọn tình yêu. Như vậy, chúng ta mừng kỷ niệm 5, 10, 15, 20, 25, 30. Gia đình hôm nay nói lên lời cam kết thủy chung ngày xưa, cách đây 60 năm, 50 năm, anh chị em trước mặt vị linh mục chứng hôn đã trả lời một cách đầy tự do. Anh chị có hoàn toàn tự do để lấy nhau không? Anh chị em có yêu thương nhau không? Anh chị em có tự do không? Và ngày hôm nay lời cam kết ấy không phải là lời cam kết giả tạo, bởi vì lời cam kết giả tạo lại có thể kết nối hai ngôi vị, hai cuộc đời, hai số phận keo sơn đến thế, chung thủy đến thế sao? Chúng ta hiện diện trong nhà thờ hôm nay là minh chứng cho điều đó. Đó là sự tự do và làm tươi đẹp bí tích hôn nhân. Và điều cuối cùng, dây hôn phối phục vụ cho điều gì? Và ngày hôm nay, mục đích của giáo hội cũng như của cha sở chúng ta tổ chức kỷ niệm ngày thành hôn không phải cho nó vui, mà điều đầu tiên là cha mẹ quy tụ con cái, bà bổn phận làm con của chúng con, có cơ hội để tri ân công đức sinh thành của các ngài. Chúng con đi tu, cha sở cũng đi tu, nhà cha sở như 12 anh chị em sao ấy, nhà con 11. Khiếp. Thế nhưng các ngài đều vượt qua những khó khăn để ngày hôm nay tất cả các con cái đang sum họp nơi đây cũng có cơ hội để tri ân cha mẹ, biểu lòng hiếu thảo và tạ
tội những thiếu sót của chúng con. Con không dám nói ai, con nói bản thân con. Khi con còn trẻ, chắc nhiều người biết gia đình con, bố con chỉ là người phu hộ. Thế mà nuôi 11 anh em chúng con làm người và làm linh mục. Khi con còn trẻ, con đi học ở trên Ngô Quyền, các lớp bạn chăn lứa con, nhà nó giàu lắm. Bố nó là giám đốc sở giáo dục, hiệu trưởng trường Lạc Hồng, rồi trưởng khoa vai vế. Con từ Tân Mai người Bắc lên Biên Hòa học người Nam, thấy lý lịch của ba mình là phu hộ, nhiều khi cũng thấy tủi, rồi nhiều khi thấy cũng giận giận, tại sao Chúa lại để cho mình sống trong gia đình nghèo như thế. Nhưng đến ngày hôm nay con lại thấy, nếu như ba con không làm phu hộ, chắc có lẽ con không làm linh mục. Và con thấy công lao của ba con cũng như là của tất cả quý anh chị em đây, thời gian khó vất vả cho chúng con ăn học đàng hoàng, không để chúng con thất học, và nhất là gây dựng cho chúng con tình yêu thương nhau ở trong gia đình. Cái ơn đó nó lớn lắm. Bố mẹ chúng con không có hoàn hảo, nhưng lại ban cho chúng con một tình yêu rất hoàn hảo. Cái gì đẹp nhất, tốt nhất lại dành cho chúng con. Quý bà anh chị em cũng vậy thôi. Cho nên tất cả các em trẻ hôm nay, chúng ta làm con, chúng ta tạ tội vì những thiếu sót với các ngài. Nhiều lần chúng ta cứ lẩm bẩm, càm ràm, bố mình thế nọ, bố mình thế kia. Con nói chẳng biết có đúng không cơ. Anh chị em thấy vậy không? Ai cũng có thiếu sót nó, càm ràm. Nhưng đến khi bố mẹ mất ra nghĩa trang rồi, mình mới thấm thía được như thế nào. Và điều quan trọng đó là con cháu ngày hôm nay gẫm suy về sự chung thủy của cha mẹ chúng ta 60 năm, 50 năm, 40 năm. Và con đọc ở trên báo có bài này: hai ông bà tình già kể với nhau, tôi kể bà nghe, tôi với bà tình thương mến thương hơn 60 năm trời mà thấy vẫn còn chưa đủ. Lũ trẻ bây giờ chán rồi bỏ nhau, thất tình khóc xong rồi ngủ, sáng mai tỉnh dậy lại tươi tắn rêu rao tìm một nửa thất lạc của đời mình. Tôi kể bà nghe, ngày xưa chúng mình cứ phải cân nhắc bên hiếu, bên nghĩa, bên tình. Bây giờ chúng nó nhắm mắt đưa chân mà chẳng một lần nhìn lại. Chúng nó cứ mù quáng buông theo trôi đi mãi, chẳng biết đâu mới là giới hạn để dừng lại cho những tháng ngày sau. Tôi kể bà nghe, tuy chúng mình già rồi nhưng chẳng yếu lắm đâu. Trái tim tôi với bà vẫn còn đập những nhịp nguyên lành cho những yêu thương ngọt ngào phía trước. Lũ trẻ bây giờ trao cho nhau trái tim bao lần bị ném, vùi, vỡ xước, rồi chúng nó tự hỏi mình đau khổ tại vì ai. Đúng không cơ? Ông bà, đúng không? Gật đầu là đúng rồi. Đấy, tình già mà ta yêu nhau như thế. Và tôi kể bà nghe, tại vì chúng nó không biết trân trọng nhau. Ở thời của chúng mình, cái gì vỡ thì cùng nhau hàn gắn. Chúng nó thích tân thời, chúng nó ham vứt đi để mua cái mới, nên chúng nó chẳng giữ được cái gì bền vững vượt thời gian. Tôi kể bà nghe, có một câu nói dân gian: giấu cho chẳng có bạc vàng, bên anh chỉ có mình nàng anh vui. Người ta sống ở trên đời, quý nhân trọng nghĩa là người an yên. Đó là những tâm sự của bậc cha mẹ để lại cho chúng ta. Ước gì trong thánh lễ tạ ơn hôm nay, để chúng ta noi gương bắt chước cha mẹ của chúng ta đã đi chọn con đường của hôn nhân và làm mẫu gương không chỉ cho các đôi hôn nhân mà thôi, và cho anh em linh mục của chúng con cũng vậy. Chúng con đi theo Chúa, chúng con cần trung thành như vậy. Chính nhìn đời sống của quý ông bà anh chị em trung thành cho hôn nhân thế nào, thì anh em linh mục chúng con cũng phải vươn cao và vươn xa để chúng con đi chọn một kiếp người, đó là linh mục, là tu sĩ, cũng như quý bà anh chị em sống chọn bậc nghĩa là vợ, là chồng. Amen.